Mến chào tất cả quý vị khán giả. Chiều hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2023, trong video chiều hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2. Ngay tại vị trí trụ tháp T15 phía bên bờ Tiền Giang, xe đúc được các anh đang lùi ngược lại để mà chuẩn bị sắp tới thì các anh sẽ hạ xuống xà lan phía bên dưới. Còn xe đúc ở trụ tháp T16 của bờ Vĩnh Long thì các anh sẽ hạ xuống giữa sông luôn nha. Và phía bên đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 phía bên bờ Vĩnh Long á, thì các anh đang thi công kẻ vạch phân chia làn đường phía bên dưới mặt đường đó cả nhà. Những cái sơn kẻ đường thì đang được thi công ngay tại vị trí này. Còn ở bên Tiền Giang thì các anh đã thi công hoàn thành cái sơn kẻ đường rồi. Và bên Tiền Giang thì hôm nay mới bắt đầu thôi. Và có thể là trong hôm nay thì các anh sẽ hoàn thành luôn cái quá trình sơn kẻ đường này. Và xe đúc đã lùi lại đến vị trí của dầm thứ 5 rồi cả nhà. Thì các anh có thể là lùi lại tới dầm K2 luôn, lúc đó là các anh mới tiến hành hạ xuống nha. Thì có thể là trong hôm nay và ngày mai thì các anh sẽ hoàn thành cái quá trình lùi xe và chuẩn bị hạ xuống. Vậy thì cái quá trình lùi xe lại như thế nào, cũng như là toàn cảnh cầu Mỹ Thuận 2 hôm nay có gì thay đổi, thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Thank you.
Thank you.